quay lên lẹ. Rồi quá trình chuẩn bị khai thác một tổ ong khổng lồ mọi người ạ. Anh Triều đang chuẩn bị khúa và các mấy anh em. Đấy. Có anh Bình. Xin chào. Đấy, hello anh Bình. Xin chào mọi người. Anh Vinh. Đấy, lối đi. Tư thế rất đẹp. Đấy. Rồi ok. Được được, cuối ngon đấy. Trái không á. Tới chỗ chọn nó bắt đầu là ra chạy ra này. Chạy ra này, tập trung ngay chỗ chọn nó coi chưa. Rồi. Đây mình chọn. Chọn đây. Rồi ok. Rồi đây mọi người ơi. Đây. Lại luôn, lại luôn. Lại đây. Mẹ đứng sắc của mà. Rồi. Nó lên là cứ lên. Khoảng của ăn đọc mâm kìa. Mình ác kìa đó. Đưa bút lên. Cái đưa bút lên à. Nó lên cứ lên được. Đó đó đó. Anh dễ cho nó lên, mà nó lên là có vấn đề. Quan ra rồi. Đi 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 đi. Đi. Tìm cô người. Rất địch lại ngon đấy. Nhưng mà cứ lo. Tánh cái lùn, cái lùn thon đây không? Ăn chơi nó. Nha nha nha. Ồ ghê ghê. Vậy là đấy. Chúng mày gì? Thằng bé đã một khẩu ý dưới sẵn rồi. Rồi hơi sợ luôn. Rồi lên lên bò bò đi. Bò chứ đâu vậy? Bò đây. Rồi. Rồi đấy. Nói gì à? Trời quán vậy. Bữa lên mình bữa lên ngầm cứu cho. Mình ngọc thở nữa ha. Có cái cây gì mới ra không? Đó quá mọi người. Con mới luôn bạn đấy. Ui ghê. Đó, qua chạy đây. Qua không kìa. Rồi qua mọi người. Ui, qua không không. Thì mà không có khéo đi. Còn con mới luôn bạn đấy. Tại vì không có ngon. Ui ghê. Đó, qua cái ý đây. Qua không kìa. Rồi qua mọi người. Wow, quá to. Con thòng rất là to mọi người nghe. Đây lên kìa. Đó. Đấy. Nó tặng to. Thầy phát. Kiến rồi đúng không? Rồi rồi, kiến rồi. Gỡ rồi đó. Cái cằn luôn. Ô. Có chúa rồi kìa, bóng người chúa rồi kìa. Con này nhũ chúa rồi. Ngủ rồi ngoài. Đấy, cứu mạnh đi. Nó mà lỡ chi được mà. Có cái là mài quá, hay dài quá. Ừ. Mặt nó phình trở to anh chị ơi. Hãy chờ mọi người nha. Mặt còn lắm mọi người ạ. Em đây mà. Về rồi. Mặt không to hay. Mặt to đấy. Ôi. Đi bà. Có rửa nó không? Dạ. Sàn khu rồi đưa cho em hãy. Em ơi, xích qua bên này. Rồi, cái này đây. Dạ. Cái này nhìn bằng cái này. Dạ. Cái đứng khóc rồi anh thôi là được rồi.
Đó. Giờ này xin ngồi xin chịu. Chịu nữa. Đó mạnh ghê á, không yếu không sụp đó. Mọi người xin xin chịu. Đây đây đây. Hết. Đây mọi người xin. Không mạnh đấy. Phát nhanh xuống dịch, đưa bộ lô trong bộ lô con. Nè, dạ, đó cầm hết luôn đi. Đưa con dao ra sau chứ làm gì. À, được. Máy phát chưa chừng thì bà. Ui, chí này chụp được không nào. Ủa, yếu quá. Đây, cuối này. Đó. Ui, không bù. Đây, đây này. Để đánh xin đi. Đó, dễ vậy. Đi luôn. Thôi, để thẳng đi. Xin không có gặp, để thẳng đi. Thẳng lên. Cá nữa, cài đứa cá nữa. Đó. Không to luôn đó nè. Dạ. Đừng to quá vậy. Không sao đâu, cái đi chót còn liền. À đây, cây mày. Ừ. Dặn dần dồn. Em phát vào đó. Cái gì bụi ra mai đi nè. Đụng đó chân chịu không nổi thì ba. Hả? Đó chân chịu không nổi, mượn cái cú rồi. Nè. Không cán cho vậy. Đưa đút đây. Đấy. Đưa đút đây. Này. Ơi là trời. Báo cho thịt chung đội. Để ý này. Để ý này. Để đút lại đó. Đưa đút em cầm, đút em cầm cháu. Đút ra. Rồi. Rồi, chờ xíu. Quê nhỏ này. Này. Con không cái tay được đâu. Cái anh này. Còn phắn không? Anh Triều. Này. Mặt không thì phắn gì? Rồi đó. Chờ nó chạy được nữa tao. Ừ. Chạy lúc đầu thôi. Rồi ổn rồi đó, ổn rồi đó. Ô con mặt con tao mọi người. Đấy. Sao con không thấy cá được nè. Được đó, cá xuống lọt xa. Địt mặt ở đó ra mai này. Ô con mặt con phình mọi người. Quán không? Đó, ấy con mặt con sướt con mặt kìa. Nếu bị khai tan đâm tan này. Ừ. Này, thấy chưa? À. Mặt này cẩn thận điều nghe, không được giỡn đâu, mặt phình ghê lắm. Vậy chứ nó. Không, cục mặt này dễ ái lắm trường ngay. Đây. Đó. Đã được cái bồ này. Này bồ này. Ui, mặt con cá mọi người ơi. Quá là phê mọi người. À, nó chưa qua luôn rồi. Đúng rồi. Bạc. Mình bỏ nó đi. Mùa. Mùa khứ mà đầu gỗ. Gót mùa. Ủa quá, mặt to. Mặt to mọi người nghe, phình rất là to luôn mà rất là dừa luôn. Nhưng mà cái thế quốc mình không thể quay sơ ra được. Còn kéo cần mà không lái mọi người nghe. Kéo cần này. Không lái. Để tặng lại. Để đoạn trang cho nó ăn Triều nghe. Nuôi hết mọi người nghe. Wow, mặt đỏ. Qua đi, cục mặt này tầm có 7 lít mọi người nghe. Giờ tôi có mọi người nha. Quá tuyệt vời luôn. Đây, đây là tụi ông đầu tiên ngày hôm nay đây. Ô này đây, mọi người. Rồi. Tuyệt vời, tuyệt vời. Đây có cái cây ẩn đâm vào trong ổ rồi. Rất là nguy hiểm.
sợ là lũng bao thôi chứ còn. À, còn đây là tấm tầng này, đây là nhộng này mọi người. Anh em chúng tôi lấy là không bao giờ hớt tầng nha mọi người, để cho nó sinh sôi này nữa. Và lần sau mình có lấy thì nhiều lúc mình là kiếm thêm được một vài lít. Đây, ổ đang này kéo cần nha anh em, chúng tôi sẽ không xả tầng. Tầng này có gần 1 lít. Gần 1 lít thôi. Nên lấy thì nó cũng hơi ác cho tụi ông. Nên anh em chúng tôi để lại và chúng tôi lấy có đúng mức này thôi. Rồi. Rồi. Chào mọi người. Cảnh rút mạch của anh Triều mọi người. Gan mai hơi nhiều nên chắc là dễ lũng bơ. Nói chung là anh em chúng tôi cũng bị đắng dài màu rồi. Mỗi tay được nó chưa cố cho dài màu. Mặt rất là hình to mọi người nghe. Nhưng mà nó rất là dài, nhưng mà thế này mình không quay xa được. Để có được những thước phim đẹp thì phải hy sinh người anh em thôi. Đấy. Ôi quá đi. Từ hôm nãy á. Cuối chữ mà liên đều nó cũng mới trái đều điều nè, hồi nãy trái máy cộng nhá mấy. Con này mà kia dưới đó ông lít lại. Vù tưởng tổ. Bộ không hết lòng không hết mọi người ơi. Cái anh có ga mà. À, cây có ga đó, rút cẩn thận. Ồ không được đâu. Đấy. Có ga. Tạch bẻ mẹ đi. Bẻ đi. Các bạn ở dưới là nhìn phình to rất là to mọi người nghe. Rất là to luôn, phình rất là to luôn. Đó rồi bẻ đi. Cành có ghê. Gai rút không được. Không được nhưng mà cũng còn hối hả. Không đi đâu được á. Là chúng tôi á. Ô, được rồi. Cẩn thận điều nghe. Được ra không? Không đùa nó được đâu. Không đi đâu được á. Mình chơi thêm cái đùa. Chơi khô máu. Chơi khô máu anh Bi nghe. Khô máu. Ôi trời trời. Tiếp. Còn lít nữa. Còn lít nữa Triệu ơi. Rồi ok, rất rọt. Rất rọt luôn mọi người ơi. Kìa cái kéo luôn như người đụng bô dưới kìa. Hãng luôn. Rồi. Hãng luôn.